Khải bấm hoàng thượng, Ngao đại nhân cho người đến thông tuyền, nói trong triều hôm nay có việc quan trọng phải làm, không thể đến đây diện kiến, mong hoàng thượng không cần chờ đợi. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Nếu như Ngao đại nhân hôm nay không thể đến đây, trẫm có thể tự do hành động rồi. Hoa Cát. Có hạ thần. Lúc trước ngươi đã từng nói với trẫm, ở Tây Sơn rất thích hợp đi săn thú phải không? Hồi hoàng thượng, Tây Sơn địa thế rất rộng, thú rừng nhiều, quả thật là một nơi thích hợp để săn bắn. Hoa Cát, ngươi hãy cùng trẫm tới Tây Sơn để săn bắn.